Alo, chào tất cả các bạn. Các bạn nghe tôi nói không? Mở lên nghe thử tôi nói có được không? Tại vì hôm nay Facebook nó cho tôi like lại rồi các bạn ạ. À, kinh nhờ. Ủa? Chả hiểu được. Bây giờ sao mà nó confuse thế này. Ok, tôi lên một Martino Nguyễn Bá Thông. Đến với các bạn trong chương trình Sống Đạo số 393. Chúng ta tiếp tục học hỏi về tại sao chúng ta làm những cái điều trong thánh lễ nha. Thì hy vọng là chúng ta và hôm nay chúng ta sẽ học phần phục vụ thánh, chào nhau trong vòng mấy phút rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, đã lắng nghe, và giờ đây chúng ta chào nhau trong vòng mấy phút, ai từ đâu đến đâu để chào cho mọi người biết là mình đến đâu ha. Thì mà chào cho mọi người biết tên gì đến từ đâu, mình không cần phải chào cha các là khỏe, ngoại trừ những ngày cha bệnh không. Và đây là chương trình Sống Đạo Công Giáo được đến với các bạn vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Kỳ, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Vài bữa nữa thì Hoa Kỳ đổi giờ, chúng ta sẽ thay đổi, và trong mùa chay thì chúng ta sẽ đến với nhau vào mỗi tối thứ tư nữa. Hello, chào các bạn. Các bạn tự do chia sẻ cái video này để mọi người cùng có thể theo dõi. Chào bạn Jenny Nguyễn đến từ Boston, các bạn đến từ Sài Gòn, Củ Chi, rồi cái gì nữa quên rồi, và khắp nơi. Và chúng ta sẽ trở lại với nhau tối hôm nay. Chúng ta sẽ học về phần tiếp tục trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Cảm ơn các bạn đã tự do chia sẻ cái Facebook này đến với mọi người học trên YouTube. Bạn Nguyễn Ngọc Lương đến từ Torrance, California, chào các bạn. Hôm nay tôi đã để tới đống sách ở đây, hôm nay tôi sẽ đứng để dạy cho nó dễ hơn. Ngồi dạo này già cả rồi, với lại ngồi có cái tập nói nhiều, khi mình đứng thì mình sẽ đỡ hơn, bởi vì mình mệt thì mình đang nói nữa. Chào bạn Tỏi Phạm, Tới Phạm, Tỏi Phạm hay Tôi Phan gì đó, đến từ Manning, South Carolina, và con Hy đến từ Sydney, và bạn đến từ Hà Nội, ở giáo phận Xuân Lộc, Vũ Tâm. Ở bên Sydney bây giờ là mấy giờ rồi bạn nhỉ? Bên Sydney bây giờ là mấy giờ bạn nhỉ? Ok, chúng ta chào nhau 5 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu. Lúc nào cũng vậy, các bạn nhớ rồi. Chúng ta có thói quen là chúng ta cứ chào nhau mấy phút thì chúng ta sẽ bắt đầu. Lê Phượng Hà, dạ vâng, chào bạn, chào năm mới, chúc cha thật nhiều sức khỏe và vui vẻ, mà chả biết bạn đến từ đâu. Vâng, khổ thế. 11 giờ chiều, à 1 giờ chiều, tức là bên đó hơn bên này tới 16, 17 tới gì đó. Bạn Hòa Phạm, từ Minnesota, bạn Lê Phương Hà ở Việt Nam. Ok, các bạn đợi tôi lấy chai nước cái nha, lấy chai nước rồi tôi quay lại là chúng ta bắt đầu chính thức nha. Rồi, các bạn sẵn sàng bắt đầu nha. Ok. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, điều chúng con vừa làm trong kinh, trong lời làm dấu là chúng con kêu cầu đến danh Chúa để làm gì? Dạ, để chúc tụng, tạ ơn, ngợi khen và được phụng thờ. Cùng với bên cạnh đó để làm vinh danh Chúa. Xin cho những gì chúng con học hỏi trong ngày hôm nay giúp chúng con trưởng thành hơn trong đời sống đạo của chúng con, giúp chúng con tham dự thánh lễ một cách sốt sắng hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, để mỗi khi chúng con là chúng con để mỗi khi chúng con đi tham dự thánh lễ, chúng con đón nhận được hồng ân của Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô Con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng với Đức Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Ở bên YouTube các bạn nhìn thấy tôi rõ không? Dạ vâng, Kiên Giang chào. Dạ chào các bạn ở Kiên Giang. Dạ vâng, chào bạn Thùy Dung, chào các bạn Bích Thủy, Tổng giáo phận Sài Gòn, Aaron California, Trà Kiệu, Đà Lạt, Cali. Vâng, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tuần trước trong chương trình Sống Đạo số 300
92 chúng ta đã bắt đầu học tới phần của kinh nguyện thánh thể. Tôi nhắc lại với các bạn là trong các phần, trong các bài dạy giáo lý này, tôi không có đi vô cái chi tiết là cái practical về thánh lễ, là tức là cái thực hành tại sao chúng ta làm. Bởi vì nếu các bạn muốn học những bài đó thì cha giáo thụ Vincent Nguyễn Thế Thụ Việt Nam, ngài đã dạy rất là kỹ và tôi vẫn dùng những cái bài đó của ngài để tôi học. Trong cái tập trung của dạy để tìm hiểu và hiểu biết về thánh thể này, trong tiếng Anh tôi dùng cái chữ là biblical walkthrough of the mass, có nghĩa là cái ý nghĩa kinh thánh nằm trong các lời chúng ta dạy, chúng ta dùng trong thánh thể. Tuần trước chúng ta trong chương trình sống đạo số 392 chúng ta có nói về, chúng ta nói về cái kinh nghiệm, bắt đầu từ kinh nghiệm thánh thể. Chúng ta đã nói tới lời chuẩn bị của lễ rồi. Và bây giờ và chúng ta đã em tức là chúng ta đã kết thúc bằng cái câu là anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Sau đó cộng đoàn đưa lên và cái câu đó đến từ đâu, sau đó cộng đoàn đáp lại xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mua cho chúng con cùng toàn thể thánh người. Đó là rất tốt rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nhắc lại, như tôi nói với các bạn, dĩ nhiên là chúng ta sai từ đầu tới cuối, nhưng mà trong sách lễ Roma chúng ta còn nhớ không? Khi đọc cái câu xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, khi Vinh Mục đọc, anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, thì lúc đó quý ông bà và anh chị em đứng hay ngồi? Tức là khi Linh Mục đọc đó, là quý em, anh chị em hãy cầu nguyện, anh chị em đứng hay ngồi? Ai bảo đứng thì đánh cho tôi chữ D, ai bảo ngồi thì đánh cho tôi chữ N. Nếu đúng theo luật của phục vụ thì lúc đó anh chị em đứng hay ngồi? Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thì lúc đó anh chị em đứng hay ngồi? Theo trong sách phụng vụ, ai bảo đứng thì đánh chữ D, ai bảo ngồi thì đánh chữ N. Ok, ai bảo đứng thì đánh chữ D. À, có một số bạn bảo là N là ngồi, có một số người bảo là D là đứng này. Đấy, thấy chưa? Tuần trước tôi đã dạy rất rõ rồi. Ok, là các bạn đứng. Nếu các bạn đọc này rõ ràng nè, tôi cầm cuốn sách này là sách lễ Roma nhá. Các bạn thì thấy rõ ràng cuốn sách lễ Roma chưa? Chúng ta mở ra nè, ghi rất là rõ ràng nè, trong sách lễ Roma nè. À đây là tôi dở tới cái phần đó đó, không phải là kinh nghiệm thánh thể, mà là cái phần gì tôi coi coi bà, trong đó gọi là phần gì? À, nghi thức đầu lễ đúng không ạ? Phục vụ lời Chúa. Đây các bạn đọc cho tôi nhá. Trong rất là rõ ràng tin mừng. Ok, trong tin mừng nếu các bạn cùng đọc với tôi, các bạn sẽ thấy là tôi mở cái video lên để tôi make sure là các bạn thấy được là tôi đang đọc nè. Trong cái phần phục vụ tin mừng, khi Linh Mục nè, Linh Mục Chúa ở cùng anh chị em chữ đỏ ghi và cùng Cha phó tế hoặc Linh Mục đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh gì đó, sau đó chữ đỏ ghi trong khi đó phó tế hoặc linh mục làm dấu thánh giá trên sắt, trên tán, trên miệng và trên ngực. Đúng không ạ? Không không, tôi lại lộn rồi. Cái này là cái phần trước rồi. Cái phần phụ thánh thể. Tôi lại lộn qua phần đứng rồi. Sorry các bạn. Ok. Sau đó cho Cha rửa tay xong và Cha sẽ đọc đây. Sau xin Chúa rửa con sạch hết lỗi lầm tội của con. Linh mục trở về giữa bàn thờ, quay về hướng cộng đoàn, giang tay rồi đọc: anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha chấp nhận. Sau khi đó phần chữ đỏ ghi cộng đoàn đứng lên và thưa. Có nghĩa là trong lúc linh mục đang đọc cái điều đó thì cộng đoàn ngồi. Bởi vì nếu cộng đoàn đã đứng trong lúc linh mục rồi thì chúng ta không có ngồi nữa. Tôi biết là chúng ta thành một thói quen, là chúng ta có thói quen là hãy đứng lên lúc đó, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là dĩ nhiên đi trong nhà thờ trong nhà thờ chúng ta nói là chúng ta quen, nhưng mà chúng ta phải hiểu được đó là cái phục vụ thánh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần này. Tôi muốn hỏi các bạn dạy cho tôi cái phần này trong tiếng Việt gọi là gì? Sau đó linh mục sẽ đọc Chúa cùng anh chị em và cùng Cha. Sau đó linh mục sẽ đọc cái kinh kế tiếp gọi là kinh tiền tụng: lạy Cha chí thánh là chúng con nhờ có điều dấu của Cha Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Sau cái kinh đó xong, ngày hôm nay cái bài học của ngày hôm nay mình sẽ đọc trong tiếng Anh, nó gọi là Sanctus, là có nghĩa là tung hô. Việt Nam mình cái kinh mà các anh chị đáp đó là thân Chúa là Thiên Chúa, các đạo bên trời đất đầy vinh quang Chúa đó. Thì các anh chị cho tôi biết cái kinh đó gọi là kinh gì? Và các anh chị cho tôi biết thực sự là tiếng Anh nó gọi là Sanctus,
The Sanctus, cái hồi nãy cái lời nguyện mà chúng ta đọc lạy Chúa là Cha Chí Thánh, nó gọi là kinh tiền tụng, nó gọi là kinh tiền tụng. Ok, nhưng mà cái phần mà thánh 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 đó thì cái đó tôi không biết tiếng Việt nó dịch là cái gì, tôi tìm mãi mà tôi chưa ra. Tôi có hỏi vài cha nhưng mà họ bảo là mình cũng không để ý. Các bạn cho tôi biết coi cái phần đó gọi là kinh gì, kinh đó là gì? Thân 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 Chúa là Thiên Chúa, cái đó ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái phần đó. Tiếng Anh nó gọi là Sanctus. Ok, thì tôi gọi cái kinh đó là kinh đồng, kinh chúc tụng, bởi vì chúng ta đồng thanh tung hô hả? Kinh chúc tụng à, bạn Huy Nguyễn đó là kinh chúc tụng, các bạn đánh giùm tôi. Ủa bên Facebook tôi không coi, bên 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 YouTube nó không cho tôi thấy à tám, nó không cho tôi coi cái live chat của các bạn à. Ok, tôi chả hiểu tại sao bên Facebook tôi không chat được nữa. Ok, bên bên kinh kinh chúc tụng. Ok, bạn Huy Nguyễn gọi là kinh chúc tụng. Ủa các bạn ở bên kia sao không ai đánh trả lời thế vậy? Đang các bạn đang coi Sống Đạo Công Giáo. Nó gọi là kinh gì? Kinh kinh gì các bạn? Các bạn giúp tôi coi. Nhưng mà nếu các bạn không có biết gọi đấy là tên gì tôi cũng biết. Tôi hồi nãy trong cái tựa tựa đề của cái này thì tôi gọi đại là cái kinh gì? Kinh tung hô. Tôi bỏ trong ngoặc kép là bởi vì chính tôi cũng không biết gọi là cái gì. Tiếng Việt, tiếng Anh nó gọi là kinh chúc tụng. Kinh tên là Sanctus tiếng Việt. Các bạn đánh ở đây là tung hô. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái phần đó. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào đó. Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa, các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Vậy cái lời kinh mà các bạn đọc đó đến từ đâu trong thánh lễ, trong kinh thánh? Các bạn mở cho tôi, các bạn mở cho tôi sách tiên tri Isaiah chương 6. Các bạn mở cho tôi sách tiên tri Isaiah chương 6 bắt đầu từ câu 1, các bạn giữ ở đó cho tôi và chuẩn bị đọc nha. Các bạn mở cho tôi và đánh lên cho tôi câu số 3, đánh cho tôi chương 6 câu số 3. Chúng ta sẽ thấy được là cái lời kinh chúc tụng nó nằm ở đâu. Số 6 chương số 3. Ok, chương 6 câu 3. Tôi đang đợi các bạn đây, tôi sẽ không vinh tụng ca trả lời. Wow. Cảm ơn bạn. Vâng. Thì đó là những cái chữ mà thực sự tôi không biết. Kinh chúc tụng, vâng à, kinh chúc tụng, kinh chúc tụng, kinh vinh tụng ca. Một bạn kia là kinh vinh tụng ca. Có một người ghi cho tôi đây đây bài đó. Thì đại khái là hình như cái chữ tụng ca là đúng đó. Đầu tí nữa tôi sẽ sửa lại cái chủ đề. Rồi các bạn đánh cho tôi xem là các bạn gỡ đánh cho tôi Facebook. Các bạn nhớ rồi, khi học giáo lý với tôi các bạn cần phải có hai cái, đó là cái gì? Cuốn Kinh Thánh và cuốn sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo ha. Cuốn Kinh Thánh và cuốn sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo các bạn luôn luôn phải mở. Mỗi khi học giáo lý với tôi thì các bạn cần phải nhớ cái điều đó. Tôi đang đợi các bạn sách tiên tri Isaiah chương 6 câu 3. Tôi vẫn đợi chưa thấy ai đưa lên hết thì tôi sẽ không có tiếp tục, bởi vì các bạn cần phải tập đi mở Kinh Thánh. Chúng ta đang trong những cái buổi học giáo lý chứ chúng ta không phải là nghe giảng. Tôi biết các bạn người Việt Nam mình quen rồi, mình có thói quen nghe giảng, cho nên là khi mình nghe ông cha nói gì nói tôi ngồi dưới nghe thôi. Không, chúng ta đang học trong chương trình học cho nên các bạn cần phải mở Kinh Thánh ra và đánh lên giùm tôi. Ok, tôi đang đợi các bạn. Sách tiên tri Isaiah chương 6 câu 3. Tôi sẽ đợi cho đến khi nào có các bạn đánh lên. Sách tiên tri Isaiah chương 6 câu 3. Ở bên YouTube tại sao họ không cho tôi comment, cái tôi chả hiểu được nữa. Bà thầy xấu thật bảo là tôi đang dùng Use Old Roman Missal. Dạ không ạ. À. Thầy thầy đừng có lộn, tôi khổ lắm. Cuốn Roman Missal tôi đang dùng đây là cái edition của năm 2011 thưa thầy. Nhá. Rồi thưa thầy, tôi đang dùng cái Roman là Missal là năm 2011, tức là sau bản dịch mới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Chắc là thầy đang nói là tôi dùng cái Roman Missal này là wrong. Dạ không, trong cái Roman Missal này hồi trước khi họ có cái phần là cái cuốn nhỏ và bây giờ họ đã insert cái đó vô trong cái cuốn lớn này rồi, cho nên là tôi đang dùng đúng thưa thầy. Thầy mở ra thầy coi lại dùng đi ạ. À. Ok.
Bạn Hiếu Đỗ đánh lên như thế này. Chương 6 câu chương 6 trong sách tiên tri Isaiah bắt đầu bằng câu thứ nhất là gì? Tiên tri Isaiah có một thị kiến với trời. Và tiên tri ra thấy Chúa thượng ngự trên ngai rất cao trong câu thứ nhất. Tà áo của người bao phủ đền thờ, phía bên trên người các thần Seraphim, tức là các thần Seraphim, tức là những người đang đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân và 2 cánh để bay. Đó là câu 2. Các bạn nhớ giùm tôi con số, mỗi vị Seraphim có 6 cánh. Tí xíu nữa chúng ta sẽ vô sách Khải Huyền của Thánh Gioan và chúng ta cũng nhìn thấy điều đó. Cái câu thánh 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 nó đến từ đâu đây? Dạ đây là các thần Seraphim hát. Và tiên tri Isaiah đã nhìn thấy các vị ấy đối đáp trong chương thứ 3. Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa các đạo bên là đấng thánh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái câu thánh, thánh, thánh này, thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bên trời đất đầy vinh quang Chúa, là câu được tiên tri Isaiah ghi lại trong chương 6 của sách tiên tri Isaiah. Khi Ngài có một thị kiến về quê trời, nơi đó các thiên thần đang đứng hầu cận trước nhan Chúa và nói lên lời thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bên trời đất đầy vinh quang Chúa. Tại sao thì không phải là chữ holy, holy, holy Lord, mà phải là thánh, thánh, thánh 3 lần, mà không phải là thánh, thánh, thánh 1 lần, thưa các bạn? Tại sao phải là thánh, thánh, thánh 3 lần, ok, mà không phải là thánh, thánh, thánh 1 lần? Dạ thưa, thánh, thánh, thánh 3 lần, bởi vì khi chúng ta lặp lại cái gì đó 3 lần trong cái hiểu biết của người Do Thái, đó là một cái điều mà chúng ta có thể khen một người nào đó nhất trên tất cả những cái nhất khác. Cho nên các thiên thần đã dùng cái lặp đi lặp lại 3 lần thánh đó để chúc tụng Thiên Chúa trên các tầng trời. Và ngày hôm nay chúng ta lặp lại cái điều đó, tí xíu nữa chúng ta sẽ đi tiếp qua con trước để chúng ta nhìn thấy là trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan viết như thế nào. Các bạn vẫn giữ cuốn kinh thánh đó, vẫn cái trang đó cho tôi nhé, đừng đi đâu hết. Nếu các bạn nhận thấy thì sau khi mà các tầng trời thiên thần chúc tụng Thiên Chúa thì điều gì xảy ra? Các bạn đọc cho tôi câu số 4 và câu số 5. Điều gì đã xảy ra khi mà các thiên thần Seraphim, các thiên thần đang chúc tụng Thiên Chúa thánh, 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 Đức Chúa là đạo binh là đấng thánh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa? Câu số 4 viết như sau: tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, đền thờ khói tỏa mịt mù. Tức là khi nghe tiếng đó thì các trụ cửa đều rung chuyển, đền thờ thỏa khói mịt mù. Và bấy giờ tôi, có nghĩa là tiên tri Isaiah, thốt lên: khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo bên. Có nghĩa là gì? Khi mà tiên tri, khi mà các thiên thần chúc tụng Chúa, làm vinh danh Chúa, thì mọi sự đều rung chuyển. Các thiên thần đang chúc thờ phượng Chúa là những người tuyệt vời, và tiên tri Isaiah cảm thấy mình thật không xứng đáng, thật bất xứng khi có thể nhìn thấy cái điều đó. Ông nói: khốn cho thân tôi, khốn cho thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng đầy ô uế. Và tôi hỏi các bạn, this is amazing, bao nhiêu lần chúng ta đã hát cái kinh thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bên đó, mà chúng ta hát như một con vẹt. Chúng ta hát như một con vẹt, chúng ta không biết mình đang hát gì, không biết mình đang nói gì. Chúng ta không biết mình đang nói gì. Ok. Trước
Trước khi tiếp tục, tôi muốn trả lời cái câu của thầy Sáu Thịnh, tại vì thầy thấy tôi đang cầm cái cuốn sách này cho nên thầy bảo là tôi dùng cái bộ sách cũ. Dạ không, thưa thầy, đây tôi mở lại cho coi rất rõ. Nếu các bạn biết là Ủy ban Phục từ của Hội đồng Giám mục Việt Nam dịch ra một cái bản ngắn như vậy để bỏ vô giữa, và sau đó họ không còn bỏ nữa và họ insert thẳng vô trong, họ insert thẳng vô trong cái gì gọi là cái cuốn sách lễ Roma luôn. Cho nên các bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy thế này rất là rõ ràng, đúng không ạ? Tức là các bạn nhìn thấy chúng tôi đang ở trang 417. Các bạn nhìn thấy không? Đang ở 417. Lật qua bên này sẽ có nghi thức thánh lễ có giáo dân tham dự, và nó bắt đầu từ trang số 12-13. Cho nên tôi dùng cái này không phải là cuốn sách bản dịch cũ thưa thầy Sáu Thất, tôi dùng cái bản là update, là cái bản mới nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam đấy. Còn nếu mà các thầy mà muốn dở bằng tiếng Mỹ thì trong tiếng Mỹ thì nó dở rất là lẹ, nó ghi rất là rõ ràng ở đây. Cái chỗ mà đứng ngồi hồi nãy tôi muốn trở lại một tí xíu hả, là đây. Cái linh mục đọc là pray my brothers and sisters that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. The people rise and reply. Lúc đó mọi người mới đứng và lặp lại lời đó. May the Lord accept the sacrifice, xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha. Lúc đó mọi người đứng và reply. Mà nếu lúc đó chúng ta ghi là mọi người đứng thì không thể trước đó mọi người đã đứng rồi. Cho nên tôi tin là nếu đúng thì chúng ta phải ngồi trong lúc đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Hồi nãy là chúng ta đang học chương 6 đó. Bây giờ các bạn mở sách cho tôi, sách Khải Huyền của Thánh Gioan chương 1. Khách Khải Huyền của Thánh Gioan chương 1. Các bạn giữ ở đó ha. Khách Khải Huyền của Thánh Gioan chương 1. Rồi các bạn đọc theo tất sách Khải Huyền là cuốn cuối cùng của Kinh Thánh. Nó dễ cho các bạn mở rồi đó. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan chương 1 là chúng cuối cùng của Kinh Thánh. Thầy Sáu Thịnh nói là tại cha đọc thánh 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 là bài đọc cũ. Ủa chứ bài đọc mới là gì bà sao? Vẫn là thánh 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 chứ. Thánh 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 là cũ là mới chứ bà. Thầy Sáu Thịnh, ở đây họ ghi rất rõ ràng nè. Kinh Nguyện Thánh Thể nè, tôi đọc nè, thánh 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 là bài đọc rất là mới đấy. Kinh Nguyện Thánh Thể của họ rõ ràng ghi trong đây, không phải là tôi ghi đây nhé. Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo bên trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tờ trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hồi trước là chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bây giờ sửa lại thành Chúa ngự đến nhân danh Chúa, và nó nằm trong này. Thầy Sáu Thịnh ơi, thầy lộn rồi, thầy không có phù. Ok, rồi các bạn dở cho tôi sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Các toàn dở cho tôi sách Khải Huyền của Thánh Gioan chương 1. Gioan nói cho chúng ta biết điều gì? Khắp chương 1 sách Khải Huyền của Thánh Gioan, Gioan có một thị kiến. Ok, đó là bắt đầu từ câu số 10, ông đọc như sau. Ông có một thị kiến, thị kiến của ông như thế này, bắt đầu từ câu số 10. Câu số 10: tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa. Rồi quay quay, để tôi hỏi các bạn đã, các bạn đã mở ra được chương thứ nhất của Thánh Gioan chưa? Ai đã đọc đã mở ra được rồi đánh cho tôi số 1, ai chưa mở ra được đánh cho tôi số 2 để tôi biết là các bạn đang nằm ở chỗ nào cái đó. Ai đã mở ra rồi đánh cho tôi số 1, ai chưa đọc đánh cho tôi số 2. Ai đã mở ra được rồi đánh cho tôi số 1 để tôi biết, ai chưa mở được đánh cho tôi số 2. Hello, hôm nay hình như là các bạn học hành gì buồn cười vậy? Chả ai đánh ai đúng gì hết vậy? Hay là các bạn, hay là cái nó bị delay kỹ? Rồi, các bạn đã mà đánh được số 1 rồi, cảm ơn các bạn. Rồi chúng ta đọc như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn. Tôi đã xuất thần, chương 1 câu 10, nó là cái thị kiến đầu tiên của Thánh Gioan. Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn, nói rằng điều ngươi thấy hãy ghi vào sách và gửi cho 7 hội thánh. Mở cái tên của 7 hội thánh ra. Ông trong câu 12 ông mới quay với nói: tôi quay lại để xem nghe tiếng ai nói với tôi,
Khi tay quay lại tôi thấy có 7 cây đèn. Giữa các cây đèn có ai giống như con người mình mặc áo trùng? Con người ở đây các bạn biết là ai không? Là Chúa Giêsu. Và đặt ngang ngực có thắt đai bằng vàng, đầu người tóc trắng như len trắng như tuyết, mắt người như ngọn lửa hồng, chân người giống như đồng cỏ được tôi luyện trong lò, và tiếng người như tiếng nước lũ. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm 2 lưỡi sắc bén, mặt người chói lọi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay các bạn đi lễ ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng hôm nay, mùa học thứ hai mùa chay hôm nay, Chúa hiện ra và cái gì? Cái điều gì xảy ra các bạn nhớ không? Cái gì? Người trắng mà Thánh Marco còn ghi lại là đến nỗi không có một thợ giặt nào trên thế giới này có thể trắng hơn cái hình ảnh mà John đã nhìn thấy trong khải huyền của Thánh Gioan. Đó là cái điều ngài nhìn thấy. Câu 17, các bạn đọc câu 17 cho tôi nè. Câu này mới hay nè. Giống y chang như Isaiah trong chương 6 của Isaiah. Khi John nhìn thấy thì ông cảm thấy ông rất sợ hãi như ông kia. Câu 17 ông nói: lúc thấy người tôi ngã vật xuống dưới chân người như chết vậy. Ông rất sợ khi cái điều đó, ông nhìn thấy cái điều đó và ông rất sợ và lo lắng. Rồi cái điều đó tôi muốn giới thiệu là cái introduction, là cái giới thiệu thôi. Bây giờ các bạn mở cho tôi, bắt đầu từ sách Khải Huyền chương 4 câu 8. Tiếp tục sách Khải Huyền, bạn mở cho tôi chương 4 câu 8. Sách Khải Huyền chương 4 câu 8. Sách Khải Huyền chương 4 câu 8. Các bạn mở tiếp cho tôi dùng. Sách Khải Huyền chương 4 câu 8. Và ông đã thấy cái điều gì? Câu 4 câu 8. Thánh, 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 Chúa là Đức Chúa Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Một lần nữa, Gioan Tẩy Giả lại nhìn thấy sự chúc tụng trên các tầng trời. Các bạn có hiểu tại sao mà ngày hôm nay ngày hôm nay khi các bạn, khi chúng ta sau khi đọc lời chúc tụng đó xong thì chúng ta làm gì thưa các bạn? Các bạn làm gì sau cái hành động đó? Sau cái lời đó thì các bạn làm gì? Ok, các bạn làm gì sau khi đó? Sau khi đó, sau các bạn đọc xong thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời, thì các bạn làm gì? Các bạn quỳ. Các bạn quỳ. Bởi vì chúng ta như các tin thân thần chúc tụng Chúa để chào đón Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta một lần nữa cũng đọc lời kinh chúc tụng đó và quỳ xuống để đón Chúa xuống hiện hữu trong bí tích thánh thể, khi linh mục chính thức bước qua đọc lời nguyện để làm của lễ lời nguyện thánh hóa. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn hiểu? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một tí xíu nữa. Nhưng mà mình mới cái phần đó, vinh quang Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân danh Chúa. Bây giờ cái chữ hoan hô Chúa, Hosanna, Hosanna, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Hosanna có nghĩa là gì trong tiếng Hebrew các bạn? Hosanna hay là tiếng Việt chúng ta gọi là hoan hô Chúa trên các tầng trời. Cái chữ Hosanna nó hay lắm, nó không phải là chỉ là hoan hô mà các bạn nghĩ nó là gì? Các bạn nghĩ coi, Hosanna không phải chỉ là hoan hô đâu. Chữ Hosanna có nghĩa là Hosanna không chỉ có nghĩa là tung hô.
Trong tiếng Anh họ dùng luôn, họ để luôn cái chữ là Hosanna. Hosanna, họ không có dịch. Nếu các bạn để đây, tôi cầm cái sách tiếng Anh lên cho các bạn coi. Tiếng Anh họ gọi là Holy, Holy Lord, là thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo, bên trời đất đầy vinh quang Chúa. Nhưng họ không dịch ra tiếng Việt, tiếng Anh, mà họ để luôn cái chữ Hosanna. Tiếng Việt dịch cái chữ là vinh danh Chúa. Cái gì, cái gì? Chúc hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến danh danh Chúa. Họ, tiếng Anh họ không dịch cái chữ Hosanna. Tiếng Anh họ không có dịch, các bạn nhìn thấy. Họ Hosanna in the highest. Hosanna. Để tôi coi coi trong tiếng Tây Ban Nha. Để tôi mở tiếng Tây Ban Nha coi. Đợi tôi tí xíu. Tiếng Tây Ban Nha. Let me open the book in. Ok, coi tiếng Tây Ban Nha họ có để họ dịch hay là họ đổi cái chữ đó nha. Señor ten piedad de nosotros. Palabra de Dios. Ok, để tôi coi tiếng Tây Ban Nha. Orang. Ok, trong tiếng Tây Ban Nha họ cũng để cái chữ đó luôn, họ dịch chữ thánh, thánh, thánh là Santo, Santo, Santo Señor. Nhưng mà cái chữ Hosanna en el cielo, chúc Chúa trên các tầng trời, họ không có dùng cái dịch cái chữ chúc tụng, mà họ dùng luôn cái chữ Hosanna. Cả trong tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha họ dùng luôn cái chữ Hosanna. Hosanna, Hosanna in excelsis. Vậy các bạn nghĩ cho tôi cái chữ Hosanna có nghĩa là gì? Hosanna, Hosanna in excelsis. Đây bây giờ là tôi đánh cái chữ đó lên cho đồng lô đôi lúc, nhiều khi các bạn không biết được cái chữ đó là cái chữ gì. Ok, đó, cái chữ Hosanna đối với các bạn nó có nghĩa gì? Ủa? Hosanna có nghĩa là gì? Học tiếng phần tiếng Việt mình nói là chúc tụng.